sẽ hướng dẫn các bạn cái mẹo đánh dân ca, gọi là cái mẹo thôi nha, bởi vì mấy cái này là nó nhiều bạn đánh nhiều khi mình không biết nên thành ra là mình đánh nó bị lệch đi. Thứ nhất là về hợp âm nha. Âm của dân ca mà đây đang nói đây là dân ca Nam Bộ nha, và các bài thứ nha, chứ các bài trưởng thì mà có một số bài nhưng mà nó cũng khó hát. Cái này thôi, bài trưởng có gì để nói cho những video sau thì nó cũng khá là dài, nên thành ra mình nói về dân ca Nam. Thì khi các bạn đánh chẳng hạn mi thứ, các bạn đếm lên cái hợp âm, ví dụ như mi fa sol la, đếm lên 4 cái nha. Cái hợp âm tiếp theo la này thì buộc cái bậc này nó sẽ là trưởng. Có những cái này là cái lưu ý quan trọng nhất nha, là mi đến là mi fa sol la, la này buộc phải la trưởng, và cái bậc 7 của nó về để về mi, thường thường chúng ta về C 7 về mi cũng được đúng không, nhưng sẽ không dùng cái 7 này nha, không dùng cái trưởng 7 này nha. Cái bậc 7 nó sẽ dùng là, ví dụ các bạn dùng thứ 7 hoặc là thứ về luôn cũng được. Dẫu mà trời còn là mưa lâu dài, tè 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 đó, các bạn thấy không, bảy năm tè 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 đó là cái bậc, lưu ý cái bậc 4 và bậc 7 là buộc là một 4 bậc trưởng, bậc 7 phải là thứ nha. Mấy bạn đừng đánh về ví dụ như thế, về cái này nó lại là không đúng lắm nha. Rồi tương tự như vậy, nếu la thứ thì sao, chúng ta đến là si do re thì nó sẽ qua re trưởng, rồi la sang re trưởng, rồi mi là mi thứ 7 hoặc là mi thứ. Đang nói đây là nếu như mà cái hợp âm nó chạy qua cái bậc đó thì các buộc các bạn phải xài ví dụ như la sang re, thì re đó phải là re trưởng chứ không phải là mình cứ đánh la sang re nha, tại mỗi bài cấu trúc nó khác nhau. Rồi tương la thì bao gồm nhớ là re trưởng và mi thứ, tôi về la nha, bậc 4 bậc 7 của nó phải buộc là re trưởng. Rồi tương tự re thứ nè, re thứ thì bậc 4 của nó phải là sol trưởng và bậc 7 của nó phải là la thứ hoặc là 7, là về re lại. Người ta hiếm, ví dụ mấy bạn mà bị đánh vuông bài dân ca mà nếu mình tự đánh độc tấu á, thì thường thường cái tông mi thứ hoặc là tông la thứ á, thì nó sẽ ưu tiên hơn, tại vì tông re thứ nó khó chạy câu và khó để bắt hơn, nên sẽ ưu tiên công mi thứ và la thứ. Rồi đừng chỉ các bạn những cái câu mà gọi là cái mấy câu mẫu của dân ca mà người ta hay dùng á. Ví dụ như là mình đánh nè, cái câu bắt trước đi, mì các bạn ta mút tin này nè, lấy cái này chặn lại, lấy chặn dọc này nè, son la si mi, mì son la si mi, câu đuôi á đó. Rồi bây giờ mình vô câu một cái nha, ví dụ như mình mới vô điểm mi cho hàng mi nha. Cách tạo intro đơn giản của dân ca, các bạn đánh la trưởng. Nhanh tay lắc lắc những ngón này nhẹ nhàng cái nó sẽ có cái âm như vậy nè.
út kéo xuống. Đó, còn không thì các bạn bắt đánh sao cho ta cái nốt là được rồi. Bắt đầu xong mình bắt đầu có. Bằng đánh mi phá mi mi mà đánh mi đập vô xong kéo xuống đánh chân ca nó xài rất nhiều những kỹ thuật gọi là pull up, pull down và slide nha. Mình cái này mình phải tập nha, không mình đánh không ra cái màu nữa. Đây nè, phá la phá phá mi rê, phá la phá phá mi rê. Lấy ngón tay giữa nha, đè lên hai sợi, đè này mình đánh xuống cái, đánh xuống cái, kéo xuống, cho nó kêu này, đây, ngón cái đánh thì nghe nhìn nó không đẹp, ngón này đánh đẹp nhất là mấy bạn con trọ, con giữa này đánh nhìn đẹp, khi đánh quát cái tay ra cái nhìn. Đó mấy câu bất phục của nó rồi, còn la thì sao? Về đây hay hơn thì câu sau mình dễ luyến hơn. Đi re si đổi ngón này la son mi đồ mi son la son mi bát cái la son mi bát đồ mi son la đồ mi son la đồ re mi la đồ
thực chiến ấy, người ta đánh rất đa dạng nha. Này mấy cái mẫu câu cho hướng dẫn cho mấy bạn để các bạn làm quen trước thôi. Thường thường đánh dân ca mà các bạn muốn hay, các bạn mình nên luyện thêm một số, chẳng hạn như mình luyện số câu mà nó mang chất vùng cổ hay cải lương, nó đánh hay nha mấy bạn. Cố gắng luyện một vài câu. Giống như đi với đi vào nhà thấy thấy gì đó bọn sẽ đánh thấy bên bên một bát thu bạn đánh dân ca thì nó cũng cái màu riêng, cái màu những cái chất đó, cái màu đó nó sẽ có nằm trong đó. Rồi các bạn mấy cái kỹ thuật này á, thì Định có làm một cái video hướng dẫn các bạn, cái sập cái video cũ của Định đó là hướng dẫn slide với pull up pull down á, là các bạn có thể tập được nha. Rồi giới thiệu cho các bạn vậy thôi, bạn nào thắc mắc gì thì cứ comment vô thì Định làm video chi tiết hơn nha. Rồi bye bye, chúc các bạn buổi tối nhiều niềm vui. Bye.